Chào các anh em của Cà Phê Nhân Phẩm. Trong trò chơi, khi những kèo đấu dần căng thẳng về cuối, khoảng tầm từ 4 cờ thủ đổ lại, thì đây là những lúc căng thẳng nhất. Và những quyết định, những pha xử lý tình huống của bạn lúc này, dù là nhỏ thôi, nhưng nhiều khả năng sẽ thay đổi cả cục diện trận đấu, thay đổi cả vị thứ của bạn trong game đấu đó. Vậy làm sao để có những quyết định chính xác, hiệu quả về cuối game? Ngay sau đây, hãy cùng lắng nghe một số lời khuyên từ Cà Phê Nhân Phẩm để có thể có được một game đấu tốt hơn nhé. Lời khuyên đầu tiên: roll lấy tướng hay up chest lên 9. Đây là điều mà rất nhiều anh em, dù là mới chơi hay đã chơi một thời gian rồi, băn khoăn khi game đấu bước vào giai đoạn về sau. Thường thì khoảng tầm này hầu hết mọi người đều đang ở cấp 8, hoàn chỉnh đồ hình và gần đủ về trang bị. Lượng vàng lúc này của bạn cũng không còn quá nhiều để có thể thoải mái lên cấp hay roll cờ như trước, bởi quãng thời gian lên 9 không hề dễ dàng, do đây là cấp độ cao nhất. Câu hỏi đặt ra lúc này là bạn sẽ để dành tiền và lên chest 9 hay roll tướng 3 sao để đội hình mạnh hơn? Thực ra câu trả lời là tùy tình huống. Nếu đội hình của bạn đã hoàn thiện với 8 cờ và các hệ nguyên tố đã liên kết với nhau chặt chẽ, lên 9 không thêm được bất kỳ một sự kết hợp nào ngoài việc thêm một quân cờ nữa trên bàn cờ, thì thay vì vậy, anh em hãy roll tướng để có được các quân cờ 2 sao, 3 sao chủ lực mạnh hơn, nhất là khi quân cờ đó đang có trang bị tốt. Ngược lại, nếu vẫn có thể liên kết hệ hay nguyên tố nào đó, chẳng hạn thiếu một quân cờ nữa thì bạn sẽ có 9 lửa, 9 ánh sáng hay thêm được 2 bí ẩn để có thể giảm bớt được sát thương phép đối thủ, thì việc up cấp lúc này là lúc cần thiết để đảm bảo phần nào đó chiến thắng trong những round đấu tới. Thứ hai, dự đoán đối thủ ở round đấu tiếp theo. Trên những vòng đấu cuối, khi lượng đối thủ bắt đầu ít đi, thì việc dự đoán người bạn phải gặp ở round đấu tiếp theo không hề khó, nhưng lại rất cần thiết nếu anh em nào muốn đảm bảo phần thắng của mình tốt hơn. Bởi nếu như bạn đang không quá vượt trội so với phần còn lại, thì việc biết mình có tỷ lệ cao gặp ai, không gặp ai thì sẽ giúp cho anh em có những thay đổi về cách sắp xếp quân cờ sao cho hợp lý, nhằm dễ dàng đạt được phần thắng hơn, hay ít nhất là đỡ thua và mất ít máu hơn nếu đang thọt. Một ví dụ cụ thể để anh em có thể dễ hình dung nha. Trên màn hình mình còn 17 máu, còn 3 nhà phía trên mà mình đã gặp top 1 rồi. Suy ra khả năng mình sẽ gặp phải top 2 hoặc top 3 là khá cao. Top 2 đang lửa cháy phừng phừng với chui thắng và mình check qua, nhà này thì đang chơi mãnh độc thú với đội hình chủ lực xếp check sang hướng bên trái. Chính vì vậy mình trở về nhà, xếp Janna check sang bía bên trái để quân cờ này có thể dùng chiêu nhanh hơn, đẩy kẻ địch ra xa khỏi Sivir nhằm gây sát thương một cách tốt hơn. Và đúng như dự đoán, mình đã gặp mãnh thú top 2 và với cách sắp xếp hợp lý, mình đã giành thắng. Việc loại suy đối thủ sắp gặp trong những vòng đấu cuối không khó. Cái khó ở đây là làm sao anh em có thể xử lý thông tin nhanh mà có những đấu pháp thích hợp hơn mà thôi. Thứ ba, lấy đồ trong vòng chọn chung một cách thông minh. Những vòng đấu cuối cùng đồng nghĩa với việc trong các vòng chọn chung lúc này toàn là những món đồ xịn sò cả. Cà Phê Nhân Phẩm đã từng làm một video nói về top 5 trang bị tốt nhất về cuối game. Link mình để ở phần mô tả nha. Thế nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cứ chăm chăm lấy món đồ mạnh thì bạn sẽ thắng đâu nha. Trong vòng chọn chung ở những round đấu cuối cùng, hãy lựa chọn trang bị theo thứ tự ưu tiên giảm dần như sau. Ưu tiên hàng đầu những trang bị có giá trị lớn, thay đổi cục diện bàn cờ. Tiếp theo đó là ưu tiên những trang bị chấn phái, còn thiếu của quân cờ chủ lực, đội bạn đang có. Và cuối cùng là lấy đi món đồ mà đối phương đang cần. Dễ hiểu thì mình xin đưa ra ví dụ như này. Nếu đối phương có một quân cờ nào đó đang rất mạnh, gánh sát thương cả team, thì bạn cần có phong kiếm để lốc nó lên nhằm vô hiệu hóa đội hình đối thủ. Nên đó là lựa chọn hàng đầu trong vòng chọn đồ. Hoặc nếu bạn chơi đội hình cát mà Sivir đang thiếu một món đồ gây hiệu ứng như tàn kiếm hay đạo tĩnh lặng, thì đó là thứ bạn nên hướng tới. Cuối cùng thì nếu bạn đã đầy đủ trang bị rồi và cũng chẳng cần thêm gì đáng kể nữa, thì hãy liếc sang bàn đối thủ xem hắn ta thiếu gì, từ đó tước đi trang bị của chúng. Thứ tư, đừng bó buộc với những gì bạn đang có. Một số người thường có thói quen khi hoàn thiện đội hình rồi thì sẽ không muốn thay đổi, chỉ quan tâm đến việc up thêm cờ hoặc roll lên 3 sao mà thôi. Tuy nhiên trong một số trường hợp, khi bạn gặp phải đội hình khắc chế, việc cứ giữ đội hình mà không chịu thay đổi sẽ khiến bạn lún sâu vào thất bại. Ví dụ nha, bạn đang áp đảo tất cả các nhà khác, nhưng lại thua một pháp sư với khả năng gây sát thương phép rất mạnh. Thế nhưng lúc này, thay vì kiếm một quân cờ nữa để bộ có ít nhất là 2 bí ẩn, tăng thêm khả năng kháng phép cho toàn đội hình, thì bạn vẫn không quan tâm đến điều này. Anh em chắc chắn sẽ có top cao, chỉ là không phải top 1 mà thôi. Việc thay đổi đội hình cũng như có thêm các phương án dự phòng trong một số trường hợp luôn cần thiết, nhất là những vòng đấu cuối khi các đối thủ của bạn sử dụng nhiều loại đội hình đa dạng khác nhau. Và vừa rồi là một số lời khuyên, một số kinh nghiệm mà mình tích lũy được trong quá trình chơi
muốn gửi đến anh em nhằm giúp mọi người có thêm những hành trang cần thiết khi trò chơi bước vào những vòng đấu cuối một cách tốt hơn. Có kinh nghiệm gì hay ho bổ sung thì để lại ở phần bình luận cho Cà Phê Nhân Phẩm được biết nha. Và đừng quên like, share cũng như subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.